Nông dân Cộng sản Dương Vi xin kính chào cô dì, chú bác, các anh, các chị và các bạn thân mến. Đấy, trước khi vào cái nội dung chính của hôm nay thì Dương Vi xin gửi lời chúc đến toàn bộ là cán bộ đảng viên trong cả nước, hơn 5 triệu cán bộ đảng viên. Đồng thời sau cái đại hội 13 của đảng thành công rất là tốt đẹp, rất là tốt đẹp, đã bầu ra Tổng Bí Thư và người được bầu có uy tín cao nhất là đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử giữ cương vị là Tổng Bí Thư nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Chính vì vậy, cái điều này khẳng định gì? Cái uy tín của đồng chí lên rất là cao, đặc biệt trong nhiệm kỳ từ khóa 11, khóa 12 cho đến bây giờ là nhiệm kỳ khóa 13 và đồng chí lại tái đắc cử. Một lần nữa, nông dân Cộng sản Dương Vi xin chúc mừng đại hội đảng toàn quốc thành công rất là tốt đẹp. Và qua đây thì Dương Vi khẳng định rằng chính đồng chí Tổng Bí Thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử như vậy là một cái tát rất mạnh vào cái đám dân chủ cuội, đám xuyên tạc phản động ở trong nước cũng như hải ngoại, đặc biệt là cái tổ chức phản động Việt Tân. Bọn chúng cho rằng đất nước Việt Nam thiếu người trẻ, thiếu người tài hay sao, còn để cho một người đã hơn 70 tuổi, 76, 77 tuổi giữ chức Tổng Bí Thư. Đối với Dương Vi, cao tuổi không quan trọng, quan trọng sức khỏe bác ấy đảm bảo là một. Thứ hai, bác ấy rất minh mẫn, rất là sáng suốt trong điều hành quản lý đất nước cũng như là quản lý trong đảng, đặc biệt là những chỉ thị, những nghị quyết mà bác xây dựng cùng với Bộ Chính trị xây dựng và thực hiện những nghị quyết đó rất là hiệu quả, rất thành công. Mà trong cái nhiệm kỳ đại hội 13 của đảng, bác cách nhất quyết không phải để những cái nghị quyết ấy ở trên bàn, ở trên sách, trên sách vở, mà phải thực hiện từ quý 2 năm 2021 là cụ thể hóa những nghị quyết, những cái văn bản của đảng, đặc biệt là những chỉ thị. Chính vì điều đó, cái lòng tin của cán bộ đảng viên và nhân dân lại càng cao. Còn nói rằng cái đám trẻ nó bảo là nó tài, nó giỏi, thì chính bọn nó bày ra đủ mọi trò, mọi hình thức, mọi chiêu bài để phá hoại cái đại hội 13 của đảng. Nhưng mà càng phá hoại thì người dân là càng căm ghét, đặc biệt là cái kênh Việt Tân mà Nguyễn Văn Đài nó phụ trách. Đấy. Thêm vào đó, cái đám dân chủ cuội, cái đám nhà chống phá Việt Nam ấy, bọn chúng hết việc xuyên tạc quay sang đánh đến dịch Covid. Mà trong cái thời gian đang lại diễn ra đại hội đảng ấy, thì khổ nỗi dịch Covid nó bùng phát ở cộng đồng, cụ thể ở Hải Dương và ở Quảng Ninh. Cái điều đó cũng làm cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư rất là đau đầu, mà Thủ tướng, Phó Thủ tướng, cụ thể là Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Vũ Đức Đam đã phải dừng, không tham gia đại hội để ra chỉ đạo các tỉnh, các ngành để tham gia vào phòng chống dập dịch Covid-19, không để lây lan ra cộng đồng. Dương Vi biết rằng cái đại hội đảng toàn quốc này rất là quan trọng, nhưng cái bảo vệ tính mạng của người dân còn quan trọng hơn. Chính vì vậy, lãnh đạo chính phủ người ta đã quyết tâm
tạm ngừng để phòng chống dịch, chỉ đạo dập dịch. Cái đấy là lo cho ai? Lo cho nước, lo cho dân. Nhưng ngược lại, cái đám dân chủ cuội xuyên tạc, nó cho rằng là Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bị loại ra khỏi Ủy viên Bộ Chính trị. Cái điều đó bọn chúng rất là lố bịch. Bên cạnh đó, những người tiếp xúc với F1, F0 hoặc F2 không khai báo thành khẩn vì lợi ích cá nhân, vì cái tính ích kỷ của mình, đã không khai báo với chính quyền địa phương, khai báo với cơ sở y tế. Cái điều đó không những lây lan dịch bệnh cho gia đình mình, cho chính người thân của mình, mà còn lây lan ra cộng đồng, toàn xã hội, đặc biệt là giáp Tết này. Có thể nói rằng cái Tết, cái đêm giao thừa rất quan trọng, gia đình nào cũng muốn hoàn nguyên, muốn đoàn tụ. Nhưng ở đây này, các anh, các chị, các bạn, các em, trong cái quá trình hoàn nguyên đoàn tụ đó, nhớ nhà mình mắc bệnh thì vô tình lây dịch bệnh cho chính người thân mình. Cái Tết đó nó có ăn được ngon không? Ngủ được yên không? Vì mình mà gây cho cả gia đình, thậm chí lan rộng ra toàn xã hội. Cái đó là cái thể hiện tính ích kỷ của một số người, đặc biệt là một số người đang làm ở trong cái công ty mà có F0, là người Nhật Bản, chuyên gia Nhật Bản đến đó làm việc ấy. Nhưng mà Zombie tin tưởng rằng chính phủ, chính quyền các cấp, các địa phương, người ta sẽ thắt chặt và làm tốt cái việc này. Đồng thời chính chúng ta, đặc biệt là những công nhân, những người ở cái khu vực dịch ấy, khu vực dịch, chúng ta phải hợp tác. Các anh các chị thấy trên thế giới dịch bệnh bây giờ lan tràn khắp mọi nơi, toang hết rồi. Đấy là ý thức. Nếu mà mình không nâng cao cái vai trò, cái ý thức của mình, nhất là bảo vệ chính mình, cái thứ hai bảo vệ gia đình, sâu xa mới bảo vệ xã hội, thì sẽ làm cho đất nước, cho chính quyền các cấp vất vả là một, thứ hai thiệt hại về kinh tế của cả gia đình, của toàn xã hội. Chào Trần Thắng, chào tất cả mọi người, chào chị Lê Liên, chào chú Phạm Xuân, chào anh An Bình Tâm, chào tất cả mọi người nhé. Đó là hai cái nội dung rất là quan trọng. Qua đây ấy, thì Dương Vy cũng phê bình luôn anh Tèo. Cái anh Tèo này mở cái diễn đàn ra để cho mọi người lên tranh luận sằng phẳng, thì anh ấy đánh giá người này như thế này, người kia như thế kia. Nhưng mà trong cái quá trình anh ấy mời khách mời lên này, anh ấy không biết rằng, hay là cố tình không biết, để cho những cái thành phần như con Quyên Thùy, AQ, tức AQ, tên đầy đủ là Nguyễn Anh Quân đó, nó lên lợi dụng diễn đàn xuyên tạc, chửi lãnh tụ, so sánh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước với cái tên vô danh tiểu tốt, cái tên khủng bố, cái tên lừa đảo Đào Minh Quân. Dương Vy hết sức là bức xúc cái vấn đề đó, mà cứ để cho bọn nó lên xuyên tạc. Một, anh dưới diễn đàn anh phải nói rằng các anh các chị nếu mà tranh luận cái vấn đề gì thì nói thẳng ra, đừng lợi dụng diễn đàn để chửi phe này, chửi phái nọ, chửi lên, chửi đảng, chửi nhà nước, chửi lãnh tụ, đặc biệt là những người là lãnh đạo cấp cao của đảng, nhà nước, vậy mới được. Nhiều người lên đó, xin lên để phản biện là đúng những cái ý này thôi mà ông không cho lên. Tất cả các anh chị em ấy, người diễn đàn lưu ý cái vấn đề này, cầm diễn đàn, một, tranh luận cái vấn đề gì thoải mái, nhưng không được lợi dụng diễn đàn mình để chửi Việt Tân mà lại quay sang chửi đảng, chửi bác, là một.
Hai, nếu mà chửi anh em mình thoải mái nhưng ngược lại chửi anh em mình lại chêm vào câu đó, nói xuyên tạc, chửi lãnh tụ, chửi tổng bí thư chủ tịch nước, chửi các vị là đứng đầu chính phủ, quốc hội, nhà nước, cái điều đó không nên, mà chúng ta phải dập tắt ngay cái luận điệu của bọn chúng. Đó là cái nội dung Dương Vy hôm nay gọi điện trực tiếp trao đổi với anh Tèo. Anh Tèo hiện tại đang live, nhưng không biết anh Tèo nghiêm túc tiếp thu cái vấn đề này không. Bởi vì anh ấy bảo mở cái diễn đàn ra để cho hai bên, bên đấu tranh và bên phản biện, lên phản biện một cách hài hòa hợp lý, chiếu mỗi người 5 phút hay 10 phút thôi. Ngược lại anh không làm được cái vấn đề đó, không cầm trịch được cái diễn đàn ở chỗ đó. Vâng, mở như anh Thơ Quang, ok chú Phạm Xuân. Đấy, các thành phần, các nhà phá hoại đất nước Việt Nam, nhìn thấy Myanmar chưa? Nhìn thấy Thái Lan chưa? Đó là những nước tư bản, những nước dân chủ như ý đồ các vị ấy. Thấy chưa? Ngay sát sườn Việt Nam thôi, cùng khu vực là Đông Nam Á thôi. Thấy gì? Thấy cái hậu quả gì chưa? Nhưng mà trong cái quá trình diễn ra Đại hội Đảng 13 này, an ninh chính trị được đảm bảo. Nghị quyết của Đại hội 13 của Đảng đưa ra thảo luận nhất trí rất là cao. Theo kế hoạch đúng ngày mùng 2 thì mới kết thúc Đại hội 13 của Đảng. Nhưng vì đồng thuận nhất trí cao cái văn kiện Đại hội 13 của Đảng, người ta nghiên cứu rất là kỹ, rất là tỉ mỉ. Trong cái quá trình thảo luận không có vấn đề gì thắc mắc, có rất nhiều cái tham luận hay, bổ ích, hợp tình, hợp lý. Mục tiêu là đưa người dân phát triển, đất nước phát triển, kinh tế phát triển bền vững, an ninh quốc phòng được đảm bảo. Đó. Và trong cái nghị quyết cụ thể hóa, sau từ quý 1, quý 2, bước sang quý 2, 2021 thì người ta cụ thể hóa những cái nghị quyết đó. Và mục tiêu hướng đến 100 năm thành lập nước. Trong cái kỳ đại hội 13 của Đảng, Dương Vy đăng túc thách các thành phần dân chủ cuội, những thành phần đấu tranh chống phá nhà nước dám ra biểu tình trước cái trung tâm hội nghị quốc gia. Có ai dám lên tiếng đâu, chẳng qua chỉ có mấy tên le ve vớ vẩn bật lên mạng như Nguyễn Thanh này, thằng Dũng Cô Ba mất tích luôn, Nguyễn Thanh là một, thằng cầm đồ Ngọc Đức là hai, Lê Minh Thể với cái đám bọ gậy vớ bao vẩn này, chỉ có đi cái diễn đàn, mở diễn đàn ra nói nhăng nói quậy thôi. Còn cái đám núp lùm, cái đám đằng sau Việt Tân nó chỉ đạo, thứ nhất không có tiền, cái thứ hai cũng sợ bị đi tù, cái thứ ba cái uy tín của bọn nó không còn nên người dân không nghe, nên không làm gì được, không thể phá hoại được. Còn những thành phần livestream, những trang báo đài của cái bọn phản động ấy, nó đưa rất nhiều cái tin bố láo, phải nói rằng rất là bố láo. Nhưng mà thực tế người dân ở trong nước rất quan tâm đến cái vấn đề Đại hội 13 của Đảng. Hầu như từ già trẻ bé lớn người ta nhận thức được cái kỳ Đại hội 13 của Đảng này, nó liên quan đến vận mệnh của dân tộc, của tương lai đất nước. Đấy, của sự phát triển, sự ổn định, sự phồn vinh của toàn xã hội. Nên người ta theo dõi hàng ngày, hàng giờ, đặc biệt là vào giờ thời sự nói đến cái kỳ Đại hội 13 của Đảng. Mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử, đảm nhiệm thêm một nhiệm kỳ mới
một nhiệm kỳ nữa trong trong quá trình đại hội 13 của Đảng, rất là hợp ý của người dân mà được sự đồng thuận nhất trí rất cao của các cán bộ đảng viên. Bởi vì Thương Vi đã bị tiếp xúc rất là nhiều người cán bộ đảng viên, tuy rằng bác tuổi nhưng bác ấy đủ minh mẫn, đủ trí tuệ và đủ năng lực vẫn lèo lái con thuyền của đất nước trong nhiệm kỳ tới, thì mọi người rất hài lòng, mọi người rất mừng, thậm chí nhiều người còn khóc mừng quá bác ấy tái đắc cử, mừng quá. Nhưng ngược lại cái đám dân chủ quậy nó không thích cái điều đó, bởi vì bác ấy giữ cái cương vị này làm tốt cái chức năng nhiệm vụ của mình, phòng chống tham nhũng, loại trừ những kẻ thoái hóa biến chất ra khỏi bộ máy quyền, đặc biệt là tổ chức đảng. Cái thứ hai, bác ấy đưa ra rất là nhiều cái hay, đặc biệt là những nghị quyết hay về giáo dục đạo đức con người, đặc biệt là cán bộ đảng viên đang đương chức. Nhiều người người ta mừng lắm. Chỉ có những kẻ lợi dụng chức vụ quyền hạn để làm điều sằng bệnh, điều trái ngược với cái lợi ích chung của đảng, của nhà nước, của quốc gia dân tộc, thì những kẻ đó mới sợ, run sợ. Còn một cái điều nữa, các vị nói rằng Đảng Cộng sản Việt Nam bị áp lực của nhà cầm quyền Trung Quốc. Cái điều đó Dương Vi khẳng định là các vị quá là xuyên tạc, quá là láo phép. Từ trước đến giờ Việt Nam, đặc biệt là Đảng Cộng sản Việt Nam, không bị chi phối bất kỳ một đảng phái chính trị hay một quốc gia nào, ngay cả thằng đế quốc Mỹ còn không thể bị chi phối. Các vị ấy thấy ở bên Mỹ như vậy, các đài báo Fox News nói rằng Trung Quốc thò tay vào làm đảo điên cái giới chính trị ở nước Mỹ, thì các vị nói rằng Việt Nam cũng bị như vậy còn lâu. Cái điều đó các vị tự nói, tự xây dựng lên, tự bịa đặt ra. Thế cái lực lượng an ninh bảo vệ chính trị nội bộ của các nước đâu? Các lực lượng tình báo các nước đâu? Tên lửa đang bay ở trên không trung người ta còn bắn hạ xuống được, đúng không? Các vị nói chuyện cứ như là nói dối bọn trẻ con lên 3, lên 5. Chỉ có người dân ngày trước ấy, chưa biết bản chất của các vị nên người ta mới nghe theo, lầm tin tưởng nghe theo. Nhưng bây giờ người ta biết rõ bộ mặt các vị rồi nên người ta không bao giờ nghe, thậm chí người ta còn ghét cay ghét đắng, căm hận các vị, bởi vì các vị chả làm lợi ích gì được cho quốc gia dân tộc, chả làm lợi ích gì cho đất nước. Ngược lại các vị phá hoại gia đình người ta, phá hoại kinh tế người ta. Nhiều người gia đình tan nhà nát cửa, kinh tế suy sụp. Ở đây Dương Vi nói cụ thể là Huỳnh Trường Ca, Dũng Biển Mặn là những người như thế nào? Từng có công ty, từng có doanh nghiệp. Quyên Thùy bây giờ ra làm sao? Chạy trốn, lưu vong ở xứ người. Nên các vị ấy, đừng có dùng cái chiêu bài mị dân rằng phải thay đổi thể chế đất nước mới giàu lên được, mới phát triển được. Xin thưa rằng ấy, phát triển được, giàu lên được chỉ có phục vụ cái lợi ích riêng của từng đảng phái mà đảng phái đó lên cầm quyền thôi, chứ không phục vụ lợi ích chung cho toàn cả
toàn dân, toàn người dân, toàn dân tộc, toàn xã hội, toàn đất nước. Các vị đi xem, dự bị chứng minh luôn này. Thí dụ như ở nước Mỹ, ông Trump là Đảng Cộng Hòa, đúng không? Lên ông chỉ phục vụ lợi ích riêng cho những người tài phiệt nằm trong giới Đảng Cộng Hòa. Còn Đảng Dân Chủ thì sao? Bị lép vế trong 4 năm cầm quyền. Sau ông Joe Biden lên, bây giờ ông Joe Biden thực hiện cái chính sách gì? Cũng na ná như hình thức của nhà nước xã hội chủ nghĩa. Nhưng cái phục vụ lớn lao hơn là phục vụ cho giới tài phiệt từng ủng hộ ông Joe Biden. Đấy, nào là bỏ tiền, nào là vận động tranh cử, nào là đóng góp quỹ, mà những thành phần tài phiệt đó sau này sẽ đem cái lợi ích cho những cái công ty, những cái doanh nghiệp, những cái thành phần tài phiệt mà ủng hộ ông Joe Biden. Người dân không được hưởng ứng mấy, không được lợi mấy. Ngược lại, Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam nó khác hoàn toàn. Mà trong hiến pháp nó có quy định, có nêu rõ, đặc biệt là ở điều 4 hiến pháp. Đấy. Trong một tuần Dương Vy không live stream được á, Dương Vy đi rất là nhiều diễn đàn và nghe rất là nhiều đài báo ở nước ngoài, xem rất là nhiều tin tức. Trong đó những nước thuộc tư bản thì các anh các chị thấy sao? Ngay cả nước Nga là một nước kỷ luật thắt chặt như vậy, còn xảy ra biểu tình sắp dẫn đến bạo loạn, trong đó dịch bệnh Covid rất là nhiều. Myanmar thì sao? Quân đội với chính phủ đảo chính tùm lum tà la, bắt giữ cả người chính phủ. Cái đó thể hiện cái gì? Thể hiện sự không thống nhất, không đoàn kết, không được sự ủng hộ của người dân, của toàn xã hội. Cho nên mới xảy ra những việc như vậy. Trong cái quá trình diễn ra đại hội 13 của Đảng thì đất nước Việt Nam nó có những vấn đề đó xảy ra không? Tuy rằng cái dịch bệnh Covid nó đang hoành hành ở trên khắp thế giới, nhưng ngược lại chính phủ Việt Nam làm tốt cái chức năng nhiệm vụ của mình là bảo vệ tính mạng của người dân, lo cho người dân cái Tết thật là đầm ấm. Đó. Còn cái thành phần dân chủ quậy đòi đấu tranh cái gì? Các vị không phải là nhà đấu tranh, mà là các vị là những nhà chống phá Việt Nam. Nha, Dương Vy xin nhắc lại một lần nữa là như vậy.